Chương trình Vietfest Tonight được bảo trợ bởi Pechanga Resort Casino, khám phá lại những sự kết hợp tuyệt vời. HQ Sing Karaoke, số điện thoại 678-884-8888 hay là trang nhà hqsing.com. Công nghệ digital chống hú tuyệt đối với chế độ bảo hành và hỗ trợ kỹ thuật tốt nhất trên thế giới. 12 tháng, 1 đổi 1, mới 100%. Trung tâm BST dầu Khuynh Diệp, sản phẩm được hoàn thành từ năm 1976, dầu bạc hà và dầu Ultra Heat với hình thức mới, hoàn toàn thiên nhiên, rất tốt cho sức khỏe. Để nhận một chiếc iPhone hoặc Samsung Galaxy miễn phí, chương trình dịch vụ 5G Internet tốc độ cao, dịch vụ điện thoại miễn phí không giới hạn hàng tháng, bạn còn có cơ hội nhận được một máy tính bảng free. Bạn sẽ không có ràng buộc hợp đồng, không hóa đơn hàng tháng và hoàn toàn không có lệ phí ẩn. AirTalk Wireless, Connecting Americans. Đây là chương trình Vietfest Tonight với anh Dũng và Thanh Thảo. Kính chào toàn thể quý khán giả. Mời quý vị đến với chương trình Vietfest Tonight. Kính mời quý vị cùng bước vào với bản tin buổi tối ngày hôm nay thứ hai ngày 4 tháng 12, 2023. Sau đây là các bản tin chính. Cựu Tổng thống Trump phản bác lời chỉ trích của Tổng thống Biden rằng ông là mối đe dọa đối với nền dân chủ. Bản đồ cho thấy các hoạt động trên bộ của quân lực Israel tại dải Gaza. Các diễn biến chi tiết về hoạt động trên bộ của Israel ngày thứ hai. Bộ Ngân khố Hoa Kỳ công bố lực lượng chống buôn bán fentanyl. Hãng xe Ford thu hồi 45.000 chiếc xe bị lỗi hệ thống khóa cửa. Hãng hàng không Alaska Airlines mua lại Hawaiian Airlines với giá 1.9 tỷ Mỹ Kim. Chi tiêu nhiều nhưng làm từ thiện ít có phải là xu hướng của người Mỹ hiện nay? Báo cáo mới về tăng trưởng tài sản của người Mỹ trong thời kỳ đại dịch COVID-19. Và cuối cùng sẽ là phần tin chứng khoán với chuyên gia đầu tư tài chính Thanh Thảo. Chương trình hôm nay sẽ bắt đầu bằng phần tin chi tiết. Bản tin đầu tiên do anh Dũng trình bày. Vâng, thưa quý vị, bản tin đầu tiên liên quan đến tin tức cựu Tổng thống Donald Trump. Hôm ngày thứ Bảy vừa qua thì ông đã đưa ra một lời phản bác mạnh mẽ nhất đối với lập luận của Tổng thống Joe Biden trước đó rằng nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Trump nếu như ông đắc cử trong cuộc bầu cử năm 2024 sẽ đe dọa đối với nền dân chủ Hoa Kỳ. Cựu Tổng thống người hiện đang phải đối mặt với các cáo buộc trọng tội vì nỗ lực lật ngược cuộc bầu cử năm 2020 đã đưa ra một số lập luận với đám đông những người ủng hộ ông ấy tại Cedar Rapids, Iowa, rằng Tổng thống Biden là người gây ra mối đe dọa cho nền dân chủ Hoa Kỳ và chính quyền của ông ta chứa đầy tội phạm. Chiến dịch này là một chiến dịch chính nghĩa nhằm giải phóng nền Cộng hòa của chúng ta khỏi Biden và những tên tội phạm trong chính quyền Biden. Cựu Tổng thống Trump, người phải đối mặt với 91 cáo buộc hình sự trong 4 vụ án, đã tuyên bố với đám đông tụ tập tại một phòng tập thể dục của trường đại học cộng đồng. Cựu Tổng thống đã không nhận tội đối với tất cả các cáo buộc đó. Bài phát biểu của ông diễn ra vài tuần lễ sau khi Tổng thống Joe Biden so sánh một số các lời hùng biện gần đây của cựu Tổng thống với ngôn ngữ được sử dụng dưới thời Đức Quốc xã. Cụ thể là cựu Tổng thống đã gọi những kẻ thù chính trị của mình là sâu bọ, chữ trong ngoặc kép, và nói rằng những người nhập cư không có giấy tờ đang đầu độc đất nước của chúng ta. Biden và chiến dịch tranh cử của ông trong những tuần gần đây đã tăng cường tấn công vào cựu Tổng thống Trump, ứng cử viên hàng đầu không thể tranh cãi cho đề cử Tổng thống của Đảng Cộng Hòa vào năm tới. Trong một sự kiện diễn ra ở tại Cedar Rapids, thì cựu Tổng thống đã chỉ ra bài phát biểu mà Tổng thống Joe Biden đưa ra trước cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2022. Trong đó, Tổng thống lên tiếng cảnh báo cựu Tổng thống và những người ủng hộ thân cận nhất của ông mà Tổng thống Biden gọi là MAGA đang cố gắng phá hoại nền dân chủ Hoa Kỳ và những nỗ lực của họ có thể biến thành bạo lực. Nếu Joe Biden muốn cuộc đua này trở thành câu hỏi về việc ứng cử viên nào sẽ bảo vệ nền dân chủ Hoa Kỳ và quyền tự do của chúng ta, tôi đã trả lời tôi có thể nói thẳng với ông ấy. Vì ông ta là một người quanh co, là một tổng thống tham nhũng nhất mà chúng ta từng có, và chúng ta sẽ thắng cuộc chiến đó và chúng ta sẽ thắng lớn, cựu Tổng thống Trump đã tuyên bố như trên. Cựu Tổng thống cũng nói thêm rằng Joe Biden không phải là người bảo vệ nền dân chủ Hoa Kỳ. Joe Biden là kẻ hủy diệt nền dân chủ Mỹ. Kế đến là bản tin về bản đồ cho thấy các hoạt động trên bộ của quân lực Israel tại dải Gaza. Israel đang mở rộng chiến tranh tại Gaza và cảnh báo rằng các hoạt động trên bộ của họ chống lại Hamas hiện đã lan sang tất cả các khu vực của dải đất đông cư dân này. Hôm thứ Hai, ngày 4 tháng 12 năm 2023, lực lượng phòng vệ Israel tức là IDF đang tăng cường bắn phá Khan Yunis, là thành phố chính ở phía nam của Gaza.
người dân tại đó đang được khuyến khích hãy di tản, nhưng hầu như không có nơi nào an toàn để họ đi và cũng không có con đường nào an toàn để tản cư. Hầu hết trong số 2.3 triệu người tại Gaza hiện nay đã phải rời bỏ nhà cửa. Và với tình trạng khan hiếm lương thực, nước uống và thuốc men, các nhóm viện trợ cảnh báo rằng bệnh tật có thể là nguyên nhân gây giết người còn khủng khiếp hơn cả bom đạn. Lực lượng Israel đã mở rộng các hoạt động quân sự trên bộ đến toàn bộ dải Gaza, kể cả phía Nam, và họ cũng đã tăng cường những cuộc không kích với việc tấn công khoảng 200 mục tiêu tại Gaza trong đêm Chủ nhật, rạng sáng thứ Hai. Và đây là những gì mà phát ngôn viên của IDF nói về tình hình thực tế tại Gaza. Trung tá Peter Lerner là phát ngôn viên của IDF đã nói rằng, theo quan điểm của chúng tôi đang hoạt động để giảm bớt thương vong cho thường dân. Chúng tôi đang hoạt động theo luật nhân đạo quốc tế, luật xung đột vũ trang. Những gì chúng tôi đang làm là cố gắng giúp mọi người thoát khỏi nguy hiểm. Chúng tôi rất chú ý đến những gì chính quyền và quân đội của chúng tôi nói với chúng tôi. Chúng tôi đang cân nhắc những điều đó. Tôi thậm chí còn tiến một bước xa hơn và nói rằng chúng tôi đang lắng nghe những bài học mà quân đội Hoa Kỳ đã rút ra trong các hoạt động của họ tại Iraq, tại Afghanistan và tại Syria để chống lại khủng bố quân ISIS. Có một thực tế ở đây và tôi nghĩ rằng có một sự hiểu biết cốt lõi mà cả chính quyền Hoa Kỳ lẫn Israel đều hiểu. Hamas phải bị tiêu diệt. Mục tiêu cuối cùng của chiến dịch này phải là một dải Gaza không có sự hiện diện của Hamas. Việc mà lực lượng quân đội của Israel tiến vào khu vực miền Nam Gaza đã cũng đã làm dấy lên một số các quan ngại mới đối với đông đảo dân thường tập trung tại khu vực này. Nhiều người trong số họ đã phải chạy trốn khỏi các cuộc bắn phá và giao tranh ở phía Bắc theo sự lên tiếng thúc giục của quân đội Israel. Người dân Gaza nói rằng không có nơi nào an toàn đáng tin để đến vì Israel hiện cảnh báo họ phải nên đi ra khỏi các khu vực cụ thể ở phía Nam. Trong khi đó thì các loạt hỏa tiễn tiếp tục được bắn từ vùng đất này vào Israel. Trong ngày hôm qua thì một số các tin tức đã cho thấy là cái vòm bảo vệ, phòng không bảo vệ cho thành phố Tel Aviv cũng đã được phát huy tất cả tác dụng của mình khi đã bắn ngăn chặn một loạt các loạt đạn từ dải Gaza bắn vào Do Thái. Trong khi đó thì một quan sự cấp cao của Hoa Kỳ đã nói với đài NBC News là ông rất ngạc nhiên trước sự khốc liệt trong chiến dịch mới này của lực lượng quân sự Israel. Khi mà Washington mỗi ngày lên tiếng kêu gọi đồng minh của mình cần phải làm nhiều điều hơn để có thể bảo vệ thường dân. Các gia đình con tin ở tại Israel cũng bày tỏ sự lo sợ đối với những người thân của mình hiện còn bị giam giữ ở Gaza và khi cuộc chiến đang tiếp tục. Ngoài dải Gaza, ngày hôm qua đã có 4 cuộc tấn công nhắm vào các tàu thương mại ở khu vực Hồng Hải mà Hoa Kỳ tin rằng là do phiến quân được Iran hậu thuẫn ở Yemen thực hiện, cũng như là 3 chiếc máy bay không người lái đã bị tàu chiến Hoa Kỳ bắn hạ để đáp trả lại các cuộc không kích. Khoảng 1 triệu 900 ngàn người đã phải di dời ra khỏi Gaza, nơi mà các quan chức y tế cho biết là số người thiệt mạng hiện đã vượt quá con số 15.800 sau nhiều tuần lễ bị lực lượng quân sự Do Thái tấn công. Lực lượng phòng vệ Israel ước tính là 1.200 người đã thiệt mạng trong cuộc tấn công của Hamas diễn ra ngày 7 tháng 10, như tất cả chúng ta đã biết, với khoảng 140 người hiện còn nằm trong tay của lực lượng Hamas. Lực lượng IDF cũng cho biết trong vài tiếng đồng hồ vừa qua thì lực lượng mặt đất của đội quân của Israel đã tiếp tục chiến đấu với các thành viên Hamas ở dải Gaza, khi mà lực lượng không quân vẫn tiếp tục tấn công vào các bệ phóng hỏa tiễn, kho vũ khí và các địa điểm khác của nhóm khủng bố Hamas. Phát ngôn viên quân đội của lữ đoàn thiết giáp số 7 đã phát hiện 3 thành viên Hamas trong một trận chiến và đã chỉ đạo một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào đó. Theo IDF, các lực lượng khác đã phát hiện các thành viên Hamas đã bắn các loại hỏa tiễn, đạn đạo vào phía họ và đáp trả bằng tiếng súng, giết chết 2 thành viên Hamas khác. IDF cho biết trong một vụ việc khác là 2 tay súng người Hamas đã nổ súng vào quân đội từ lối vào của một đường hầm và những người lính đã phản ứng bằng cách phá hủy đường hầm và giết chết 2 người Hamas đó. Theo lực lượng IDF thì quân đội cũng chỉ đạo một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và 3 thành viên Hamas ở gần đó. Vào sáng sớm ngày thứ Hai thì lực lượng quân đội của Israel cũng đã tấn công vào một số các lực lượng Hezbollah ở tại khu vực biên giới Lebanon và Israel. Sau câu bản tin về Bộ Ngân khố Hoa Kỳ công bố lực lượng chống buôn bán fentanyl,
chính quyền Biden đã công bố một lực lượng tài chính mới để chống lại hoạt động buôn bán ma túy chết người fentanyl. Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ bà Janet Yellen đã đưa ra thông cáo vào ngày thứ Hai, 4 tháng 12. Lực lượng này sẽ trấn áp các mạng lưới tài chính bất hợp pháp, hỗ trợ các tập đoàn và những kẻ buôn bán ma túy. Điều này sẽ được thực hiện một phần bằng cách tinh giản nhân sự và nguồn lực trong toàn bộ tài chính để tận dụng tốt hơn chuyên môn của mình trong việc chống lại các tội phạm tài chính, hỗ trợ các mạng lưới, hỗ trợ hoạt động buôn bán fentanyl. Bà Janet Yellen cho biết trong một tuyên bố rằng Bộ Tài chính sẽ sử dụng mọi công cụ có sẵn để ngăn chặn khả năng những kẻ buôn bán ma túy bán chất độc này tại nước Mỹ. Bà nói, lực lượng chống fentanyl của Bộ Tài chính sẽ cho phép chúng tôi sử dụng kiến thức chuyên môn vượt trội của Bộ cho việc chống tội phạm tài chính để chống lại dịch bệnh chết người này. Lực lượng chống fentanyl sẽ được lãnh đạo bởi giới chức trừng phạt hàng đầu là ông Brian Nelson và người đứng đầu đơn vị điều tra tội phạm của Sở Thuế vụ James Lee. Theo một bản tin, điều này sẽ tăng gấp đôi các luồng công việc hiện có của Bộ Ngân khố, bao gồm việc sử dụng thông tin tài chính để hiểu sự rủi ro và lập bản đồ mạng lưới tài chính của các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia. Một số đơn vị chủ chốt cho Bộ Tài chính chuyên về tội phạm tài chính, trừng phạt và theo dõi tài trợ khủng bố và bất hợp pháp sẽ là một phần của lực lượng mới này. Chúng bao gồm đơn vị điều tra tội phạm IRS, mạng lưới thực thi tội phạm tài chính, văn phòng kiểm soát tài sản nước ngoài, văn phòng tình báo và phân tích, văn phòng tài trợ khủng bố và tội phạm tài chính. Thông báo này được đưa ra ngay sau thỏa thuận giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc về việc hạn chế sản xuất hóa chất gây nghiện và gây tử vong fentanyl. Cục Quản lý và An toàn Giao thông Đường Xa lộ Quốc gia Hoa Kỳ đã vừa ban hành nhiều đợt thu hồi vào tuần trước, bao gồm hơn 45.000 chiếc xe Ford vì vấn đề hỏng khóa cửa ở bên trong xe. Quý vị muốn biết liệu có bất kỳ lệnh thu hồi nào được đưa ra đối với chiếc xe Ford mà chúng ta đang sở hữu hay không? Và nếu như chiếc xe không được liệt kê ở bên dưới thì chủ sở hữu có thể kiểm tra cơ sở dữ liệu thu hồi xe hơi của USA Today hoặc tìm kiếm một số các cơ sở dữ liệu của Cơ quan An toàn Giao thông Đường Xa lộ Quốc gia để biết thêm chi tiết về các đợt thu hồi mới. Hiện nay thì Ford đã ra lệnh thu hồi chính thức 45.000 chiếc xe sedan và hatchback Fiesta 2015, sedan Fusion 2016 và sedan Lincoln MKZ 2016 vì cửa khóa phía bên trong của những chiếc xe này có thể không chốt đúng cách và có thể mở ra khi chiếc xe đang chạy. Vấn đề liên quan đến nhiệt độ môi trường chung quanh, cho nên chỉ những chiếc xe được bán hoặc từng ghi danh ở các khu vực có khí hậu ấm áp mới bị thu hồi. Đó là các tiểu bang như là Alabama, Arkansas, Arizona, California, Florida, Georgia, Hawaii, Louisiana, Mississippi, New Mexico, Nevada, Oklahoma, Oregon, South Carolina, Texas, Utah, Washington, Puerto Rico, American Samoa, Guam, gần đảo phía bắc của Mariana, tức là Saipan, và quần đảo Virgin thuộc Hoa Kỳ. Ford đã ban hành hai đợt triệu hồi khác do các vấn đề tương tự về cửa khi thời tiết trở nên nóng vào năm 2020, và sau đó thì họ đã mở rộng đợt triệu hồi hiện tại sau khi đã có yêu cầu bảo hành và khiếu nại của nhiều khách hàng. Trước khi mà chốt cửa bị hỏng thì tài xế có thể nhận thấy cửa khó đóng hoặc là tiếng ồn của gió tăng lên hoặc là cảnh báo cửa hé mở xuất hiện trên bảng điều khiển. Và đây là những cái điều cảnh báo mà chúng ta cần phải để ý nếu các loại xe của quý vị thuộc loại Ford Fiesta đời 2015, Ford Fusion 2016, Lincoln MKZ 2016. Sang qua tin về các hãng hàng không. Hãng hàng không Alaska Airlines mua lại Hawaiian Airlines với giá 1.9 tỷ Mỹ kim. Một sự thay đổi lớn bất ngờ đã xảy ra trong ngành hàng không dân dụng. Hãng hàng không Alaska Airlines đã thông báo họ đạt được thỏa thuận mua lại hãng hàng không Hawaiian Airlines với giá 1.9 tỷ Mỹ kim. Giám đốc điều hành của Alaska Airlines đã công bố hôm Chủ nhật rằng việc sáp nhập sẽ bảo toàn cả hai thương hiệu. Hãng hàng không Hawaiian Airlines bắt đầu hoạt động cách đây 95 năm. Hội đồng quản trị của cả hai công ty đã đồng ý về thương vụ này và được dự kiến sẽ hoàn tất trong vòng từ 12 đến 18 tháng tới. Tổ chức kết hợp sẽ có trụ sở tại Seattle, tiểu bang Washington, nhưng hãng hàng không Alaska cho biết họ sẽ thành lập một trung tâm lớn ở Honolulu, Hawaii. Và hãng mới sẽ cung cấp dịch vụ hàng không tới 138 địa điểm, bao gồm cả các chuyến bay thẳng đến 29 thành phố quốc tế tại châu Á và tại Úc.
công ty kết hợp sẽ duy trì thương hiệu của cả hai hãng hàng không là một hành động bất thường cho một ngành mà làn sóng mua lại đã dẫn đến việc bốn thương hiệu hàng không lớn thống trị thị trường Hoa Kỳ. Vào Chủ nhật, hai công ty cho biết Alaska sẽ trả 18 Mỹ Kim tiền mặt cho mỗi cổ phiếu của Hawaiian Airlines. Cổ phiếu của công ty này đóng cửa hôm thứ Sáu ở mức 4.86 Mỹ Kim sau khi đã mất hơn một nửa giá trị trong năm 2023, tính cho đến thời điểm hiện tại. Giới chức của cả hai công ty gọi thỏa thuận này là cơ hội kết hợp hai hãng hàng không có ít đường bay trùng lập, mà họ cho rằng sẽ tạo ra một công ty mạnh hơn để cạnh tranh với bốn đại công ty hàng không của Hoa Kỳ, bao gồm American Airlines, Delta Airlines, Southwest Airlines và United Airlines. Giám đốc điều hành Alaska là ông Ben Minicucci cho biết rằng việc kết hợp hai công ty cũng sẽ tạo ra một nhà lãnh đạo rõ ràng trong thị trường Hawaii với nguồn lợi trị giá 8 tỷ Mỹ Kim. Một số các con số thống kê được đưa ra vào ngày thứ Ba đã đến và có vẻ tạo nên một sự thất vọng đối với các nhà tiên đoán về kinh tế của Hoa Kỳ. Hiện nay, người ta thấy rằng người Mỹ đang phá kỷ lục về vấn đề mua sắm trong kỳ nghỉ lễ. Vậy thì tại sao người tiêu dùng mua sắm nhưng không trả lại, hoặc tại sao người mua tiêu sắm lại có vẻ tăng lên một cách đột biến nhưng con số người đóng góp cho những vấn đề từ thiện lại có vẻ giảm đi? Có ít người Mỹ quyên góp cho tổ chức từ thiện hơn. Và đây dường như là một xu hướng theo số liệu được đưa ra vào ngày thứ Ba năm nay. Theo giám đốc khi điều hành của Give Tuesday đã tuyên bố điều này, cho biết chương trình này là một chương trình kêu gọi những người tiêu xài tại Hoa Kỳ bỏ tiền ra để đóng góp vào những quỹ từ thiện một ngày sau ngày Cyber Monday. Tức là những người nào mua sắm vào trong ngày thứ Ba đều được các cái công ty, các cái hãng quần áo hoặc tất cả các loại hàng khác kêu gọi nên đóng góp cho vấn đề từ thiện trong ngày thứ Ba đó. Tuy nhiên, thứ Ba năm vừa rồi thì cái sự đóng góp, tuy theo người ta ghi nhận là có đến 34 triệu người Mỹ đã tham gia quyên góp vào ngày thứ Ba, đặc biệt sau ngày Cyber Monday. Con số nghe thoạt ra thì có vẻ nhiều, nhưng trên thực tế con số này thực sự đã giảm 10% so với năm ngoái. Giám đốc điều hành của Give Tuesday đã cho biết, theo Liên đoàn Bán lẻ Quốc gia thì đã có hơn 200 triệu người Mỹ đã mua sắm trong khoảng thời gian lễ tạ ơn từ Black Friday cho đến ngày Cyber Monday. Do đó mà số lượng nhà tài trợ giảm không phải vì người Mỹ đang thắt chặt túi tiền của họ. Michelle Meyer, nhà kinh tế trưởng và là người đứng đầu Viện Kinh tế Mastercard đã nói, hiện nay người tiêu dùng đang suy nghĩ về túi tiền của họ một cách khác hơn vào thời gian trước. Chi tiêu trong kỳ nghỉ đang tăng mạnh, doanh số bán hàng vào ngày Black Friday và Cyber Monday đã phá vỡ kỷ lục năm nay. Adobe Analytics thì cho biết con số mà người ta đã bán hàng trên mạng đạt chỉ tiêu là 9.8 tỷ Mỹ Kim và nó được chỉ tiêu trực tuyến vào ngày thứ Sáu. Con số này đã tăng 7.5% so với năm ngoái và doanh số bán hàng trong ngày Cyber Monday thậm chí còn mạnh hơn, 12.4 tỷ Mỹ Kim, tức là tăng gần 10% so với năm ngoái. Như vậy thì tại sao người Mỹ lại giảm bớt cái vấn đề tài trợ cho những cái chương trình từ thiện? Rõ ràng hiện nay, theo các phân tích, người Mỹ đang chi tiêu, nhưng năm nay một số chuyên gia cho rằng người mua sắm đang cụ thể hơn về cách mà họ tiêu tiền. Harley Finkelstein là chủ tịch của Shopify thì nói rằng người tiêu dùng Hoa Kỳ đang mua những thứ mà họ thực sự quan tâm. Vì vậy, thay vì mua 10 cái áo thun thì họ mua chỉ 3 chiếc áo sơ mi và những thương hiệu mà họ thực sự quan tâm. Còn số tiền mà họ đóng góp thì nó có vẻ ít hơn, là vì nhiều khi các công ty buôn bán nói rằng họ chỉ cần làm tròn cái con số. Chẳng hạn như chúng ta mua 94 Mỹ Kim 26 cent thì các nhà công ty này thì nói là chúng ta có muốn làm tròn con số đó không, tức là thành 95 đồng, tức là chỉ được vài mươi sen thôi. Tuy là 34 triệu người đã đóng góp, nhưng những con số đóng góp này nó lại nhỏ hơn những con số đóng góp các năm về trước. Kế đến là bản tin về báo cáo mới về tăng trưởng tài sản của người Mỹ trong thời kỳ đại dịch COVID-19 cho thấy là đại dịch COVID-19 có thể đã gây ra biến động kinh tế, nhưng giá trị tài sản ròng của nhiều người Mỹ thực sự lại tăng lên. Theo một bản báo cáo của Trung tâm Nghiên cứu Pew công bố hôm thứ Hai, ngày 4 tháng 12, thời đầu đại dịch COVID-19 thì tài sản của những người Mỹ có lợi tức thấp đã tăng 101%.
Trong khi đó, tầng lớp trung lưu chứng kiến giá trị tài sản ròng của họ tăng 29%. Những người cùng lứa tuổi có lợi tức cao hơn với tài sản ròng trung bình trên là 100.000 Mỹ Kim đã chứng kiến giá trị tài sản ròng của họ tăng 15%. Các yếu tố có thể góp phần vào sự tăng trưởng bao gồm Quốc hội đã thông qua những đợt tài trợ nhằm kích thích kinh tế, gia hạn và tăng cường trợ cấp thất nghiệp, tăng phúc lợi phiếu thực phẩm, tăng tín dụng thuế dành cho người có con em và hỗ trợ tiền cho người thuê nhà và chủ sở hữu nhà. Ngoài ra, giá nhà cũng tăng vọt năm 2020 và 2021 đã giúp đẩy giá trị tài sản của những người chủ nhà. Tuy nhiên, các kinh tế gia nghiên cứu của Pew đã cảnh báo rằng lợi ích tài chính mà người Mỹ có lợi tức thấp và trung bình đã được hưởng trong bản báo cáo này có thể sẽ không kéo dài. Và sau cùng là phần tin chứng khoán với chuyên gia đầu tư tài chính Thanh Thảo. Chứng khoán giảm hôm thứ Hai sau 5 tuần lễ tăng liên tiếp. Trong khi đó thì giá Bitcoin và vàng tăng trong ngày để bắt đầu tuần mới. Bitcoin đã vượt mốc 41.000 Mỹ Kim là mức cao nhất trong 19 tháng. Các cổ phiếu Marathon Digital và Riot Platforms mỗi loại tăng hơn 8% khi Bitcoin tăng giá. MicroStrategy và Coinbase tăng lần lượt 6.7% và 5.5%. Cổ phiếu tập đoàn hàng không Alaska giảm 14.2% sau khi đồng ý mua lại đối thủ Hawaiian Airlines với giá 1.9 tỷ Mỹ Kim. Hành động này là một phần trong nỗ lực của Alaska nhằm mở rộng phạm vi hoạt động dọc theo bờ biển miền Tây Hoa Kỳ. Các cổ phiếu công nghệ giảm trong phiên. Nvidia giảm 2.7% trong khi Microsoft và Meta mỗi loại mất hơn 1%. Chỉ số S&P 500 nói chung đã đạt mức đóng cửa cao nhất kể từ tháng 3 của năm 2022 vào ngày thứ Sáu tuần trước, nâng mức tăng từ đầu năm cho đến nay lên gần 20%. Chỉ số Dow Jones tăng hơn 9% trong năm, trong khi Nasdaq thiên về công nghệ tăng 35% trong năm 2023. Các chỉ số chứng khoán lúc thị trường đóng cửa hôm nay, chỉ số Dow Jones giảm 41.06 điểm, tương đương với 0.11%, kết thúc ở mức 36.204.44. Chỉ số S&P 500 giảm 24.85 điểm, tương đương với 0.54%, kết thúc ở mức 4.569.78. Chỉ số Nasdaq tăng 119.54 điểm, tương đương với 0.84%, kết thúc ở mức 14.185.49. Giá vàng giảm 42.70 Mỹ Kim, tương đương với 2.04%, đóng cửa ở mức 2.047 Mỹ Kim một troy ounce. Giá dầu thô giảm 76 xu, tương đương với 1.03%, và đóng cửa ở mức 73.31 Mỹ Kim một thùng. Thưa quý vị, phần tin về thị trường chứng khoán vừa qua đã kết thúc chương trình Việt Face Tonight. Kính chúc quý vị một buổi tối an vui và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai. Xin kính chào tạm biệt. Chương trình Việt Face Tonight được bảo trợ bởi Pechanga Resort Casino, khám phá lại những sự kết hợp tuyệt vời. HQ Sing Karaoke, số điện thoại 678-884-8888 hay là trang nhà hqsing.com. Công nghệ digital chống hú tuyệt đối với chế độ bảo hành và hỗ trợ kỹ thuật tốt nhất trên thế giới. 12 tháng, một đổi một, mới 100%. Trung tâm BST dầu Khuân Diệp, sản phẩm được hoàn thành từ năm 1976, dầu bạc hà và dầu Ultra Heat với hình thức mới, hoàn toàn thiên nhiên, rất tốt cho sức khỏe. Để nhận một chiếc iPhone hoặc Samsung Galaxy miễn phí, chương trình dịch vụ 5G Internet tốc độ cao, dịch vụ điện thoại miễn phí không giới hạn hàng tháng, bạn còn có cơ hội nhận được một máy tính bảng free. Bạn sẽ không có ràng buộc hợp đồng, không hóa đơn hàng tháng và hoàn toàn không có lệ phí ẩn. AirTalk Wireless, Connecting Americans. Trung tâm S&P xin kính chào quý vị. Là một người làm trong ngành y chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng, tôi muốn chia sẻ với quý vị về lợi ích của dầu Khuynh Diệp, dầu bạc hà, dầu Ultra Heat và dầu Paradise. Sản phẩm được làm bằng các thành phần từ thiên nhiên và đóng gói tại Hoa Kỳ. Dầu của trung tâm S&P giúp giảm đau cơ, nhức đầu, đau dạ dày, ho và nghẹt mũi. Nếu quý vị muốn mua với số lượng nhiều hoặc mua trực tuyến, xin liên lạc với văn phòng tại số điện thoại hoặc tại website. Bạn hiện đang nhận các phúc lợi chính phủ như Medicaid, SNAP, Food Stamps, SSI, WIC, trợ cấp nhà ở công, học bổng Pell Grant hoặc thu nhập của bạn nằm dưới mức nghèo theo quy định liên bang. Nếu có, hãy nhanh tay đăng ký với AirTalk Wireless ngay hôm nay để nhận điện thoại iPhone 7, Samsung Galaxy S9 hoặc Motorola hoàn toàn miễn phí. Bạn cũng sẽ nhận được tặng gói cước với data, cuộc gọi và tin nhắn không giới hạn mỗi tháng thông qua chương trình Lifeline và Affordable Connectivity Program do chính phủ tài trợ. Ngoài ra, bạn có thể mua máy tính bảng chỉ với giá 10 Mỹ Kim và 1 xu. Ưu đãi hoàn toàn miễn phí này không yêu cầu hợp đồng, không tính lệ phí hàng tháng và không có khoản phí ẩn.
hãy truy cập airtalkwireless.com ngay hôm nay để ghi danh nhận ưu đãi. Trải nghiệm lại những sự kết hợp tuyệt vời tại Pechanga Resort Casino, nơi quý vị có thể vui chơi thật thỏa thích. Nhiều những loại bài thật nóng, với con tim tươi vui nồng ấm. Mọi thế hệ cùng nhau vui chơi. Khi tới tận hưởng những sự kết hợp tuyệt vời tại Pechanga Resort Casino. Khai trương HQ Sing có chương trình khai trương tưng bừng vào thứ Bảy ngày 30 tháng 9. Có 100 phần quà cực kỳ hấp dẫn dành cho tất cả các khách tham quan đang chờ đón bạn tại cửa hàng HQ Sing. Phần chính của chương trình sẽ là cuộc thi hát karaoke với 3 giải thưởng vô cùng hấp dẫn. Giải nhất sẽ là một set karaoke miễn phí trị giá $3,000 và cộng thêm $1,000 tiền mặt. Giải nhì sẽ là combo micro và mixer trị giá $1,100 và cộng thêm $300 tiền mặt. Cuối cùng là giải 3 sẽ được một combo micro và mixer trị giá $950 và $200 tiền mặt. Chưa hết, nhân dịp ngày khai trương, HQ Sing có chương trình ưu đãi giảm giá đặc biệt. Các sản phẩm như mua 1 tặng 1, giảm 50% và giảm trực tiếp $1,000 cho một số dàn karaoke.